buồn lắm mọi người ơi. Cái mùa đang nhạy cảm này tất cả nghệ sĩ đều ế show hết, show ít lắm, cho nên mình không có đi show nhiều, mình không được gặp nhiều khán giả, cho nên cái lượt like và lượt view, lượt đăng ký của mình cũng giảm hẳn. Cho nên ngày hôm nay tranh thủ khi mình quay cái game này thì mình sẽ gặp rất là nhiều bạn khán giả đó, và người chơi ở đây mình sẽ dụ họ đăng ký cho mình để thêm cái lượt like. Và đặc biệt là ngày hôm nay mình có quay chung với một nghệ sĩ nữa, đó chính là nghệ sĩ Thúy Nga. Em quay chị vậy đó. Em thích... đang livestream hả? Không, em quay hình thôi. À, vlog hả? Vlog là em tính lóc xoáy chị gì? Vậy nói đăng ký Khánh Vlog giùm em, cái này em ít like quá. Mọi người nhớ đăng ký vô cái kênh Thúy Nga trước đi. YouTube của Thúy Nga official. Rồi Khánh sao? Nha. À, dạo này mình ít show quá đó, chứ mình không có được gặp nhiều người khán giả, cho nên tranh thủ gặp chị Thúy Nga kêu chị Thúy Nga đăng ký. Mọi người nhớ đăng ký kênh Thúy Nga nha, đừng có đăng ký trước cái kênh Khánh. Coi Thúy Nga rồi hãy coi Khánh. Tại vì Khánh á, là đàn em nên là cứ coi đàn chị trước đi rồi đàn em coi sau. Ờ, coi như nhường đi đăng ký cho bả trước đi, đăng ký cho mình. Là chị lớn tuổi rồi phải nhường nhìn cho chị già rồi chị phải thương chị chứ. Chị già mà chị còn đẹp mà. À phải không? Không, chị già mà chị còn đẹp. Hồi nãy em gặp nha. Chị Phương Dung á, chị dễ thương lắm. Chị đăng ký, chị kêu chị gọi đăng ký cho em. Mấy đứa đăng ký kênh Ngũ Long Công Chúa đi. Ngũ Long Công Chúa. Quy hết đi đó. Quy Khánh đi lóc còn Ngũ Long là Du Ký, chứ phải là Ngũ Long Ký vô con dí. Thương lắm, nghệ sĩ chân chính đi xin từng cái view chứ không phải là mua view nha mọi người. Các con ơi, các con biết má không? Má tên gì? Nó nè. Rồi đừng vỗ tay, đăng ký liền đi. Đăng ký và nhấn chuông nha. Má sẽ coi là một cái kênh của má mà bây giờ trong vòng 50 giây mà không lên là tức cả các con. Đó chứ còn quan xài thì má ăn xài, má ăn xài. Má ăn sò rồi má ăn cát cộn là má đuổi chải. Yeah. Rồi bây giờ nè, chị lớn tuổi rồi mà kêu chị bằng má thì mấy đứa lấy điện thoại bấm liền, tại sao không đứa nào bấm hết vậy? Đó bây giờ trong vòng 2 phút mà không lên là lỗi. Du Ký. Du Ký. Du Ký. Đây, Ngũ Long Du Ký đây. Rồi nha, rồi nha. Em thấy tụi nó thờ ơ quá chị ơi. Đâu? Nhiệt tình lắm, nhiệt tình lắm. Đây, rồi Huy Khánh Vlog đâu? Huy Khánh Vlog đâu? Du Ký. Huy Khánh Vlog đâu? Còn có nè, Huy Phụng nè, Phương Dung nè, Thị Mười nè, Năm Trà, Hoa Hậu Diễm Hương. Toàn những ngôi sao nổi tiếng thế giới mà tụi nó còn. Mọi người thấy không? Những vlog coi như là ta kêu là nghiêm túc á, là đi xin từng người bằng năng lực chứ không có đi mua. Má không có mua. Má không có mua đi xin. Yeah. Má chỉ đi xin thôi. Má mới mở thôi. Vậy rồi này chưa có Huy Khánh vlog. À. Các con ủng hộ nha. Dạ rồi. Rồi về nhà một người đi kêu gọi 10 người nha. Dạ. Má là Phương Dung, chứ không phải là Hồng Nhung nha. Má đã được mất bạc rồi. Má chưa được. Các con về nhà cứ gọi mọi người. Chị Dung, hồi nãy em mới nghe chị nói gì tới Hồng Nhung vậy? Khu đi cho lá vàng bay, Nhung đi để lại một làng cách ly. À, trong cái sự việc như vậy chị thấy nó như thế nào vậy? Sự việc về cái cô bé đó hả? Dạ. Đó là một cái sự gọi là sống bàng quang quá. Sống mà không nhận thức được là mình đang từ ở bên nước nào qua bên nước nào. Và bắt buộc là mình phải là tự giác được chứ đừng để hại cả một làng như vậy. Dung đã chia sẻ cái suy nghĩ rất là tích cực của mình. Mình cũng không nên lên án hoặc đã phá nhiều quá, bởi vì sự việc nó cũng đã lỡ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta bảo vệ mình bằng cách là rút kinh nghiệm. Nếu mà ai cảm thấy nghi ngờ gì về bản thân hoặc là gì, cứ mạnh dạn vô bệnh viện khám để mình cách ly mình, cách ly gia đình khỏi bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, cách vài phút là phải rửa tay liền. Đúng rồi, cách vài phút rửa tay.
và cảm thấy là có cảm giác là mình ho khàn nha, nóng nhớ uống nước ấm thường xuyên, ra ngoài đường đi ngoài nắng thường xuyên cho nó không có nhập vô mình. Đúng rồi. Rồi bây giờ tao với mày ra ngoài trời nắng 32 độ luôn Khánh. Thôi em lên quay, chị đi về đi. Bây giờ Huy Khánh lên quay một cái game mà nãy chị Phương Du mới quay xong rồi, cho nên hai chị em vô tình gặp nhau. Lớn tuổi mà giờ thon ghê không? Sắp tới là Phương Du Huy Khánh sẽ hợp tác với nhau nha. Welcome. Yeah. Nhớ nha, nhớ đăng ký kênh của Khánh Vlog nha. Đúng dạ, rồi. Tại vì nó mới trang em đẹp vậy đó. Hôm nào chị hứa với khán giả là hôm nào chị em kết hợp cái gì trên YouTube của em. Rồi, thứ hai với Khánh sẽ kết hợp làm một cái clip động trời. Cảm ơn chị. Động yêu. Trời, động trời vui vẻ. Động trời chứ đừng làm mấy cái động khác nha. Động. Để mà quảng bá kênh Khánh Vlog cho mọi người nha. Kênh chị đâu? Kênh chị nút vàng chưa? Kênh chị hả? Mới nút thường thôi em, mới nút áo nè. Mới nút áo. Em là nút chai rồi, được nút chai. Thấy rồi. Thấy chưa? Em vô nút chai rồi, chị mới nút áo nè. Thôi bây giờ mình quay game nha chị nha. Trả sân khấu lại cho người ta. Game này tên gì quên rồi ta nè. Nè, lo quá mà. Cảnh báo. Chọn cái game tên cảnh báo. Cho đúng. Nhìn 10 giây thôi nha. Rồi quay lại đáp án nhìn. Rồi anh Khánh chọn nha. Chờ chiên các thành viên vào các ô. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi Khánh Vlog từ nãy đến giờ và hy vọng là mọi người hãy tiếp tục đăng ký để ủng hộ cho Huy Khánh nha. Hôm nào có đi đâu chơi, quay sự kiện hoặc là game show gì thì Huy Khánh sẽ quay cập nhật lên cho mọi người coi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.